5 cách giúp cho chiếc laptop của chúng ta trở nên mượt mà hơn. Cách đầu tiên, chúng ta sẽ ấn chuột phải vào Windows này. Và sau đó chúng ta sẽ chọn là Power Option. Và ở cái mục Power Option này, chúng ta tiếp tục chọn ở cái mục Power Mode. Thì chúng ta sẽ chuyển từ Balance sang Best Performance. Đó là bước đầu tiên. Và bước thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục ấn chuột phải ở biểu tượng Windows. Và chúng ta sẽ chọn Installed App. Và chúng ta sẽ xóa đi những cái app mà thừa trên cái chiếc laptop của chúng ta. Đây, và Minh Phong có rất nhiều app không cần thiết đến cho nên Minh Phong sẽ xóa đi. Và cách thứ ba, chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Windows E. Và nó sẽ mở ra một cái trang system như thế này. Và chúng ta sẽ chọn ở cái phần Startup App. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tắt những cái ứng dụng hay là những cái app mà không cần thiết khi mà chiếc laptop của chúng ta khởi động. Cách thứ tư, chúng ta lại tiếp tục nhấn tổ hợp phím, đó là Windows E. Và chúng ta sẽ tìm ở cái mục này là Storage Sensei. Và chúng ta sẽ turn on. Thì lúc này chiếc laptop của chúng ta nó sẽ tự giải phóng dung lượng. Và cách cuối cùng, đó là cách thứ năm, chúng ta sẽ điều chỉnh hiệu suất cũng như là giao diện của chiếc laptop chúng ta. Thì ở mục tìm kiếm như thế này, chúng ta sẽ nhập cụm từ adjust. Và sau đó nó sẽ hiện lên cho chúng ta, đó là một bảng là performance option. Thì chúng ta đọc qua một lượt như thế này, chúng ta có thể tắt hay là mở các hoạt ảnh không cần thiết. Và vừa rồi là 5 cách mà Minh Phong đã hướng dẫn cho mọi người làm cho chiếc laptop của chúng ta trở nên mượt mà hơn. Còn bây giờ hãy follow Hicom để theo dõi những tiếp đằng sau nha.